Xin chào quý vị đã đến chương trình Trực Diện TV và chương trình TD Media, cũng như là chương trình của anh Michael, là chương trình Phố Việt Media và Việt Di Trú. Thì chúng tôi hôm nay rất là tình cờ gặp nhau cùng một địa điểm rất là nóng của cái vùng Lý Đô Sài Gòn, đó là chùa Bát Nhã. Thì ngày hôm qua có một cái bản tin chúng tôi cho rằng nó sẽ bùng nổ trong những thời gian tới, đó là việc chủ mới của chùa Bát Nhã này, và cái người đại ruột của mình là một bác sĩ rất là nổi tiếng trong vùng, đó là ông Michael Đào, cho biết rằng là sau khi mà đưa ra một cái bản thông báo là 90 ngày đó, là cái ngôi chùa này phải giao cho chủ mới, thì các anh cũng đã... Và như vậy thì đến ngày hôm nay chưa động thái nào của phía bên gọi là ban quản trị của chùa, cũng như là ông sư Thích Nguyên Trí. Thì cái điều đó đó, đầu tiên hết là chúng ta thấy khi mà nghe bản tin như vậy thì các anh có thấy lạ không thưa anh? Đầu tiên hết anh Dũng, anh là người phỏng vấn, người trong cuộc, anh thấy thế nào? Kính thưa quý vị, phải nói rằng đối với Dũng, ngày hôm qua hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Michael Đào. Và như nói, ngay từ khi mà những bản tin đầu tiên Dũng đưa lên ngôi chùa này bị cầm cố, cho đến chuyện vấn đề là có thể là nguy cơ bị kéo đó, thì cho mãi ngày hôm qua mình mới biết một cái thông tin nó chính xác như vậy. Và hoàn toàn bất ngờ thưa anh, không ngờ rằng là cái người anh của Michael Đào đó, có nghĩa là cái người mà mua chỗ đất này nè, họ cũng có một cái thành ý là đến chùa để rồi gặp người ban đại diện của chùa để có thể thương thảo một cái điều kiện gì đó. Thí dụ như nếu bên chùa mà họ muốn lease lại thì họ sẵn sàng, hoặc là muốn bán mua lại thì họ vẫn sẵn sàng. Tuy nhiên thì như bác sĩ Michael Đào kể là đến đây 3 lần rồi, nhưng mà những người có trách nhiệm trong chùa mà bác sĩ Michael Đào dùng cái chữ trốn. Wow. Chữ trốn á, nghĩa là họ cố tình họ không muốn gặp. Và điều đó nó dấy lên là một cái câu hỏi. Trước kia người ta đặt vấn đề là người ta nói cái chùa này bán dưới tên của sư cô Huệ Chiếu. Tuy nhiên là người ta không có tin rằng là sư cô Huệ Chiếu có thể tự một mình làm được. Với hơn nữa là qua bao nhiêu bản tin rồi mà ông Phát Bùi ghi nhận từ ông Bùi Tấn Lê, nói rằng là ok quý vị đừng có lo, rồi thì là chùa này là do sư cô Huệ Chiếu cầm giấy tờ đi giống như là ăn cắp á, để mà đi cầm cố này kia đó, và bên ban quản trị chùa họ hoàn toàn không biết. Tuy vậy cái vấn đề ngày hôm qua cái như là cái lá bài nó bị lật ngửa rồi, và bây giờ mình quả quyết rằng tất cả những người trong ban quản trị họ đã biết cái điều này, chứ không thể nào nó là không biết. Giống như những tin tức mà trước kia ông Quỳnh Tấn Lê nhờ ông Phát Bùi lên thông báo với đồng hương, Dũng thấy như thế này là trong thời gian rồi á, người ta đặt vấn đề là tại sao ông Quỳnh Tấn Lê không lên tiếng mà cứ nhờ ông Phát Bùi. Đầu tiên á, thì như ông Phát Bùi trình bày là do ổng là người Phật tử, sinh hoạt lâu năm ở đây, cũng như là quen biết với thầy cũng khá lâu rồi. Và hơn nữa thì nên nhớ là ông Phát Bùi dù sao ổng cũng là cựu nghị viên thành phố Rành Rô, ổng cũng là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam California này, thành ra là cái chỗ đứng, cái tiếng nói của ổng có giá trị. Có lẽ chính vì vậy mà ông Phát Bùi là một trong những người được chọn dự những cuộc họp mà gọi là họp kín anh. Và những thông tin nó nhỏ giọt, chúng ta dùng cái chữ nhỏ giọt, là từ ông Phát Bùi mà đưa ra. Thì đấy, trớ trêu thai, với cái vai trò của ông Phát Bùi mang một những cái thông tin đặc biệt gửi đến đồng hương. Tuy nhiên thì đến bây giờ mình có thể kết luận rằng những thông tin mà anh Phát Bùi đưa ra hoàn toàn không có. À, còn đối với Vũ thì sao? Vũ theo dõi cũng xuyên suốt về cái vụ chùa Bát Nhã, nghe cái thông tin này khi mà biết rằng ban quản trị họ không có một động thái nào hết, thì Vũ cảm thấy bất ngờ không? Cảm thấy có coi như là cảm thấy bức xúc gì không? Rõ ràng mà khi mà chúng ta theo dõi cái cuộc phỏng vấn của anh Mai Tiến Dũng với bác sĩ Michael Đào, chúng ta thấy rõ ràng những thông tin mà trước đây những người đưa ra đó là không có rõ ràng và không chính xác. Vì chúng ta nghe rõ là ông Huỳnh Tấn Lê nói rõ là bên đưa ra ông Phát Bùi đưa ra đó là chùa có những cái vấn đề rắc rối và có sự lừa gạt trong cái việc bán chùa này, và họ thậm chí là họ cũng nói là họ báo cảnh sát đó. Và chúng ta rõ ràng đấy là bây giờ là bất kỳ Michael Đào đưa ra rõ ràng là cái chùa này đã được sang tên qua chủ mới, và họ những người mua họ có thiện chí, vì họ cũng biết là trong cái chùa này, một cái chùa lâu năm vào nơi mà cộng đồng họ, những người mà Phật tử họ đến, họ những cái đợt để về tôn giáo tín ngưỡng, cũng như là những cái di ảnh hay là những cái cho cốt họ tin tưởng chùa họ đưa đến, thì những người như bác sĩ Nga Đào và gia đình bác sĩ Nga Đào hay người anh của bác sĩ Nga Đào cũng hiểu điều đó, mà họ cũng đến đây
ba lần mà cũng không có ai đại diện để cho biết là thành ý của họ để lấy lại cái chùa hay là như thế nào đó để giải quyết cái chùa này, để vẫn giữ lại cái chùa này cho cộng đồng, nhập vào những người Phật tử mà họ có lòng đến đây anh. Riêng với anh Michael, lần trước thì trong cuộc họp báo của ông Phát Bùi, bên văn phòng của anh Phát Bùi đó, thì anh cũng có mặt. Và anh nghĩ gì khi mà những thông tin từ ông Phát Bùi đưa ra cho đến bây giờ thì mình nhận được cái thực sự á, cái câu chuyện nó không giống như vậy, thì anh nghĩ gì những thông tin từ ông Phát Bùi, mà đặc biệt là ông Phát Bùi nói đó là những lời từ ông Quỳnh Tấn Lê, và nếu vậy thì tại sao ông Quỳnh Tấn Lê phải đưa ra những thông tin nó không đúng ạ? Dạ, xin chào các bạn. Theo cái quan sát từ buổi họp với lại ông Phát Bùi và những cái dữ kiện của bác sĩ Michael Đào, thì mình có một số những cái thông tin nó là giống như hai bạn vừa mới nói, anh Dũng và anh Vũ cũng vừa mới nói đó. Thì theo Michael thấy đó là bây giờ cái vấn đề đây là cái bí ẩn nó nằm ở trong hội đồng quản trị chùa Bát Nhã. Tại ông, những gì ông Huỳnh Tấn Lê đưa ra với lại ông Phát Bùi để mà chia sẻ với lại truyền thông thì nó ngược lại với lại bác sĩ Michael Đào chia sẻ ngày hôm qua. Bác sĩ Michael Đào nói thêm một nữa là bác sĩ Michael Đào là một trong những người bác sĩ cũng quen thuộc với lại cộng đồng Việt Nam ở ngay Nam California, Little Saigon nói riêng. Thì những gì bác sĩ Michael Đào chia sẻ đây đó, nó rất là trung thực và rõ ràng trên giấy trắng mực đen, tại vì mình làm việc ở Mỹ là họ chia sẻ như vậy. Và căn cứ những gì mà bác sĩ Michael Đào nói là trong gia đình bác sĩ Michael Đào người Anh, họ tới đây để mà ráng negotiate, thương lượng với lại chùa để mà cái thông báo hồi đầu năm đó, 90 ngày thì cũng sắp tới rồi, đầu tháng 5, đầu tháng 4. Do đó hiện nay mình đang phải chờ coi hội đồng quản trị chùa Bát Nhã lên tiếng như thế nào và thông báo cho Phật tử và cho, tại vì cái 90 ngày sắp sửa là hết rồi và chủ mới họ take over, thì lúc đó là hội đồng quản trị mà sẽ thương lượng với lại người chủ mới, và đồng thời người chủ mới theo phải một số những sửa đổi của hội đồng quản trị của người chủ mới mới thương lượng, chứ không có thương lượng với lại hiện tại, tại vì nó có những cái bí ẩn mà mình không nắm được. Vâng, thì anh mới vừa nói là cái từ mà phải thương lượng với chủ mới đó, và phải chờ đợi để coi ban quản trị và sư trụ trì nói cái gì. Thì cái điều đó là cái điều mà cộng đồng họ đòi hỏi ngay từ khi nghe cái bản tin là cái ngôi chùa này bị kéo rồi. Nhưng mà ban quản trị và sư coi như là trụ trì gần như là đã không có là muốn đưa ra một cái thông tin nào hết, không muốn tiếp xúc, không có họp báo gì cả. Bây giờ mà chúng ta cứ đợi để mà xem người ta lên tiếng, thì cái điều đó là giống như là mình mơ đến một ngày nào đó là coi như là hết mùa hè tới mùa thu, mùa xuân vậy thôi, chứ thật ra nó không có bao giờ hết. Anh có nghĩ ra điều đó hay không? Bởi vì trong thời gian vừa qua hình như chúng ta đang bị dẫn dắt cái truyền thông đó, dẫn dắt rồi dư luận đang bị dẫn dắt và Phật tử đang bị dẫn dắt thông qua một vài những cái người mà gọi là đại diện nào đó. Nên tôi nghe ông Lê nói, tôi nghe ông Trí nói, tôi nghe thế này, ban quản trị nói, tôi họp kín họp mở gì, nhưng mà tất cả những cái điều đó cũng chỉ là nghe nói thôi, không phải là một cái thực tế. Thì Dũng là cái người theo dõi suốt và phỏng vấn trực tiếp những cái người có liên quan nữa, thì Dũng thấy như thế nào? Dũng thấy điều này là nếu mà nói về ông Bình Tấn Lê, tại khi mà ông Phát Bùi đưa ra đó, những thông tin đó là từ ông Bình Tấn Lê cả. Và em nghĩ rằng đây là một sự cố tình hoàn toàn, thưa anh. Người ta dương đông kích tây, chúng phải dùng cái chữ vậy, tại vì khi nói mà một cái ngôi chùa như vậy, hoặc là chúng ta đang bị dẫn dắt đó, đi vòng dương đông kích tây đó anh. Thậm chí anh biết không, đi trên ngày hôm qua em livestream thì cũng có người nói là anh Dũng ở bên chùa là ngày 16 này sẽ có cuộc họp, bởi vì người ta xem cái clip này qua xem clip kia, anh thấy không, thì thông tin gần như là bị nhiễu. Và tại sao người ta làm phải nhiễu như vậy? Em nói thí dụ bây giờ cái câu chuyện mà từ cái chùa này được sư cô Huệ Chiếu đi cầm cố đi, rồi đi cầm với số tiền bao nhiêu đem về chùa này nọ các thứ, mà anh thấy đó, những thông tin đó người ta không có thèm đưa ra ngoài, mà thậm chí là người ta nói rằng là sư cô Huệ Chiếu làm sai và người ta sẽ kiện. Mà cũng vậy, đối với anh Phát Bùi thì ảnh hỏi về vấn đề gì kiện thì nó nói yes, người ta đang tiến hành. Và quý vị nên, cái câu gọi là tiếp theo là gì? Quý vị nên nhớ là mình đang ở Mỹ, thành ra mọi thứ phải chờ, giống như có giấy tờ tòa. Cái điều thứ nhất, thứ hai là trong quá trình điều tra là người ta không có leak ra. Thì cuối cùng là gì? Người ta bóp, bịch luôn cái thông tin điều này luôn. Và em nghĩ rằng nếu như mà từ đây cho tới ngày 5 tháng 4, nếu như ở trong chùa này đó họ không có một cái động thái gì khác, thì lập tức automatic phía bên mua họ take over là chuyện tất nhiên. Và nhiều người nghĩ rằng
Ồ, với giá trị chùa thì anh biết hiện tại miếng đất này mình đang đứng với tài sản này thì có thể là trên 6 triệu đô la. Tuy nhiên thì số tiền mà trên giấy tờ hiện tại bây giờ thì mình biết là chùa đã nhận được là 3,1 triệu, một lần là 1,7 triệu, rồi là 1,4 triệu nữa đó, là cộng lại là 3,1 triệu, thưa anh. À, tuy vậy thì tại sao họ làm điều đó thì đó là một điều bí ẩn nữa, nhưng không có thể trả lời. Như nói là miếng đất này nó tương đương đến 6 triệu đô la mà tại sao họ chỉ cần một số tiền đó thôi, thì với anh thì tại sao ạ? Để là Vũ nói trước đây, Vũ có thể là cho biết là tại sao như vậy không? Tại sao người ta đang dẫn dắt mình đi tùm lum hết trong khi mà đang cần những người trong cuộc phải lên tiếng? Thưa anh, là chúng tôi là vẫn giữ lại cái quan điểm ban đầu á, là những người trong trong cái có gì trách nhiệm trong cái việc chiều mắc ngã đó là bên ban quản trị và chủ trì Thích Nguyên Chí cần phải đưa ra truyền thông biết được cho cộng đồng biết cái câu chuyện là đây là có sự bị lừa gạt để bán cái chùa, hay là tất cả quý vị đổ vào thủ bán, hay tất cả quý vị có sự đồng nhất với nhau để bán cái chùa này, để gọi là không phải bán cái chùa nhưng mà dựa vào cách là khác, để cách mà ông cái cô sư cô Thế Minh Chiếu mượn là 1,7 triệu và không trả, bằng cách là thủ thuật là không trả tiền lời á, để qua một bên khác là ngân hàng để bán đấu giá đó, thì có phải đây là một cái thủ thuật để dùng để gọi là tẩu tán tài sản và không trả cái tiền mà phạt của tòa đối với việc chúng ta để biết là biết tòa yêu cầu chùa và ông chủ trì Thích Nguyên Chí phạt 350 cho 1,000 đô la cho hai cô gái mà thư kiện về việc quấy nhiễu tình dục anh. Vâng, thì Michael thấy như thế nào? Tại sao người ta né tránh cứ dòng do mà người ta không trả lời vậy, thưa anh? Người ta không muốn gặp báo chí. Thứ nhất á, là theo Michael biết á, là hội đồng quản trị của chùa Bát Giả họ buy out time, là cần nhiều thời gian nữa, tại vì họ bên trong có những cái mà họ cần phải có thời gian. Tại vì họ không ngờ là cái xác tòa ở Vũng Cam đưa ra quá sớm, mà họ chưa kịp mà làm những cái chuyện họ muốn làm. Cho nên Michael nghĩ là bên trong hội đồng quản trị họ biết hết cái chuyện gì như thế nào, họ cần phải lên tiếng. Đó, cái đó là ý là họ muốn kéo thời gian dài ra, nhưng mà hiện nay thì thời gian đã hết rồi, có 90 ngày nữa thì họ cần phải lên tiếng từ giờ cho tới đầu tháng 4. Vậy là họ ra kéo thời gian đến khi mà cái ngôi chùa này bị kéo luôn, tức là cái mà còn thấy đó, tới 5 tháng 4 mà không có họp báo, không có chia sẻ những cái thông tin từ hội đồng quản trị đó. Theo mình biết đó, thì bên người chủ mới sẽ có những cái next step, cái bước kế đó là bên Mỹ thì giấy trắng mực đen, thì họ sẽ có những cái thơ xác tòa đưa ra mạnh mẽ hơn và cho họ như bao nhiêu thời gian phải ra, phải gặp tòa chứ không phải gặp chủ mới nữa. Cái đó là cái mà họ phải ra. Theo em như thế này, qua cuộc trao đổi với ông Châu Đỗ Vinh, ông nói như thế này là có thể bên ban quản trị họ cố tình, miễn sao đó anh, là deadline của nó là ngày 5 tháng 4, mà trong 90 ngày đó nếu như không có bên tòa đó hay là bên làm giấy tờ họ không nhận được bất kỳ một cái đơn khiếu nại nào cả đó, thì lập tức cái đó là nó hợp pháp luôn anh. Dạ, thành ra là người ta chỉ im lặng thôi, chờ cho đến qua khỏi ngày 5 tháng 4 để rồi giấy tờ đã xong thì anh có kiện cũng không được, tại khi đó giấy tờ nó đã xong rồi. Còn nếu mà muốn thắc mắc, muốn cái gì đó thì phải trong thời gian trước ngày 5 tháng 4. Thì cũng nói là anh biết là khi ông Phát Bùi hay là ông Đoàn Trọng đặt vấn đề với ông Bùi Tấn Lê, như vậy thì ông nếu nói rằng ông nói là sư cô Quệ Chiếu dùng những giấy tờ của chùa để đi cầm cố mà ông không biết như vậy đó, thì từ khi nào? Thì ông nói rằng là ông biết ngày 29 âm lịch đó, 29 âm lịch và 9 tháng chạp đó. Dạ, thì ngày hôm sau là ngày 30 âm lịch rồi mình đón Tết đó anh. Dạ, và sau đó tới mùng 5 thì liên lạc lại với ổng thì hỏi vấn đề là như vậy là ổng đã đi báo cáo chưa, ổng nói chưa. Thì hỏi nếu vậy thì trước kia quý vị không biết, rồi bây giờ quý vị biết thì phải làm đi chứ. Thì cuối cùng sau đó tới ngày mười mấy luôn á, ổng mới đi làm. Mà cũng vậy nha, cũng qua lời nói của ông Phát Bùi hoặc là qua lời nói với ông Đoàn Trọng thôi, chứ còn em chưa từng thấy một cái giấy tờ nào và chứng minh rằng là ổng đã đi báo cáo cảnh sát, ổng đã đi báo cáo với cơ quan chức năng. Mà một cái điều mình phải cần đáng chưa bao giờ nghe chính miệng ông Quỳnh Tấn Lê nói, đúng chính không? Xác. Và một cái điều mà mình em cần quý vị phải để ý như thế này là, thứ nhất là trong thời gian 90 ngày mà khi ở bên người chủ mới họ đưa ra thông báo ở chùa này đó, là những người ở trong đang ở trong chùa đó,
là phải mua ao đó, thì nếu như không có một sự phản kháng nào thì lập tức những giấy tờ đó sẽ trở thành hợp lệ. Cái thứ hai là trong trường hợp mà sư cô bể chiếu cho rằng là cổ là người gian dối đi, cổ ăn gian, cổ lấy giấy tờ chùa, cổ đi cầm cố tiền đó, thì cái người, anh biết cái người mà có cái thẩm quyền để mà thưa ngược lại đó chỉ có những người trong bo thôi, trong bo director, hoặc là những người có đóng góp thật là lớn đối với chỗ này thì họ mới có quyền như vậy. Nhưng mà ngược lại, ông Quỳnh Tấn Lê, ông, em đặt trường hợp ông không thưa, tại tới bây giờ em không thấy cái giấy tờ nào là gọi là thưa sư cô bể chiếu hết trơn á, không thưa thì sao? Thì thôi. Vì đây là một cái điều mà chúng ta mới dùng cái từ gọi là khuất tất á, nó có những cái gì nó không có rõ ràng và làm cho nhiều người họ đặt cái hoài nghi, tức là không thấy một cuộc động thái nào cả, thay vì phải lên tiếng. Bởi vì trong theo những cái giải thích đó thì luật pháp của Hoa Kỳ rất là rõ ràng, tức là trong vòng 90 ngày này thì những người trong cuộc phải có những cái sự lên tiếng, ví dụ xin lưu cư, thí dụ như là khiếu nại, thí dụ như là có những cái thương lượng đối chủ mới để tiếp tục mà để tránh cái sự cưỡng chế, tránh cái sự mà giao nhà, hoặc là xin mua lại bất cứ hình thức nào. Thì nếu mà không làm trong 90 ngày này thì sau 90 ngày, tức nghĩa là thời gian đó đã hết, bắt đầu là người ta phải thực hiện một cái thủ tục gọi là thủ tục cưỡng chế, thủ tục lấy lại cái nhà mà người ta đã mua. Thì tại sao họ không làm? Có điều đó mới là cái điều lạ. Và chúng ta trở lại cái nguồn gốc của nó là khi mà chuyển tên nhà đó, thì ở đây là một cái cơ sở thờ tự, nhưng mà chúng ta biết rằng đa phần những cái cơ sở thờ tự, giống như ngày hôm qua Michael Đào cũng có nói đó, là những cái chùa ở đây thì có một cái vấn nạn rằng đa phần là đứng tên một người. Để đứng tên một người mới xảy ra cái việc mà tự tung, tự tác, tự quyết. Và cái người mà đứng chùa đó có thể là sư cô, có thể là hòa thượng, có thể đại đức, có thể bất cứ một cái người nào, thậm chí là người cư sĩ nữa. Nhiều khi thì những người tu ở trong chùa nhưng mà cư sĩ lại đứng tên. Ví dụ tôi mới là chủ từ cái ngôi chùa đó, nhưng mà anh là hòa thượng. Nhưng mà như vậy thì cái quyền bán chùa không là do cá nhân. Thì tức nghĩa là ở đây trong cái chùa này, các anh có nghĩ rằng là từ ông sư gọi là Thích Nguyên Trí trước đó đứng tên một mình, rồi sau đó là chuyển sang cho sư cô Huệ Chiếu không, thưa mấy anh, rồi sau đó thì thực hiện việc bán nữa, thì anh Dũng theo dõi suốt, thì anh nghĩ thế nào? Đối với em thì khả năng đó hoàn toàn là có căn cứ, bởi vì em đã trao đổi với một người chuyên gia về địa ốc á, thì người ta nói rằng là không thể nào một người nào đó lấy một giấy tờ của một người khác để rồi làm về giấy tờ cho mình được hơn anh. Nó bắt buộc, trên giấy tờ Mỹ nó bắt buộc là phải có cái người mà chủ đất đó người ta ký qua. Người mới thì mới làm được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nhiều người nghĩ rằng cái ngôi chùa này á, là ngôi chùa nhìn vô cái board director á, nó tới 4 người, thí dụ như Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, rồi ông Quỳnh Tấn Lê, rồi Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu và một người nữa. Khởi đầu nó là như vậy, là 4 người hết thảy. Tuy nhiên thì quý vị quên để ý là ai là người đứng tên cái đất mới là khác nhau. Giữa miếng đất và cái chùa nó khác nhau. Cái đất này là tài sản của property, còn cái chùa nó gọi là giống như Bát Nhã Meditation Institute là nó khác nhau. Thành ra là có thể là mình bị confused hai cái đó, là mình cứ tưởng rằng bốn người này là trong bo và chắc chắn là bốn người này sẽ là chủ đất này. Không phải, quý vị, bốn người trong bo là khác nhưng mà chủ đất chắc chắn sẽ là một người thôi. Bởi vậy cái chuyện mà chuyển qua sư cô bể chiếu là một cái chuyện đương nhiên và hợp pháp luôn nữa. Anh Michael nghĩ thế nào? Theo Michael nói vấn đề về chuyển về địa ốc và chuyển đất á, một mình cô Huệ Chiếu làm không được đâu. Thứ nhất á, là cô không có biết tiếng Anh nhiều, và đồng thời là cô phải có một những người đứng phía sau để mà chuyển đất. Tại vì theo các bạn biết là lúc mà chuyển đất á, lúc mà chuyển tên nhượng cho bất cứ một cái bất động sản nào ở Mỹ thì mình phải có người witness và đồng thời những người làm chứng, và những một tối thiểu là một hoặc hai người chủ cũ chuyển tên, chẳng hạn như chủ cũ là thượng tọa, hay không thượng tọa Nguyên Trí chuyển tên cho cái họp báo của ông Pháp Bùi đi ra đó, thì hôm bữa đó thì chúng ta không thấy được cái giai đoạn mà từ chủ quyền là ai chuyển qua sư cô thích được chuyển, đúng không? Đó, bây giờ vẫn đặt câu hỏi, bây giờ chúng ta cần biết, đúng không? Đã hỏi ông Bùi Phát, mà đến đó là nhiều khi là có tạo ra một sự gay gắt luôn đó, là bởi vì chúng tôi đang muốn biết cái đó, chúng tôi muốn disclose ra những cái hồ sơ mà cái vấn đề là ai đứng tên, đúng rồi. Trong khi cái hồ sơ thuế đó thì quý vị thấy được rằng đó là trong cái hồ sơ thuế thì lại ghi là number of vote đó, là cho mà government về cái gì body gì đó là chỉ có một người thôi. Như vậy tức nghĩa là giống như là trước kia là ông Nguyên Trí, sau này là bà Huệ Chiếu. Em có thể hiểu như thế này, là bây giờ khi mình mặc dù mình chưa thấy được cái rendit, đúng không, giống như bữa hổm trong cuộc họp báo với ông Phát Bùi thì anh đề nghị hỏi về vấn đề đó nhưng mà không có được thỏa đáng trong câu trả lời. Nhưng bây giờ mình suy luận từ cái vấn đề giấy tờ thuế nha. Giấy tờ thuế của năm 2021
thì cái người đứng khai thuế là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. 20, một mình nha. Về trước đúng không? Dạ. Đó, dạ. Và chưa nói đến là cái chuyện đó là khi đó là cái tên đó là Bát Nhã Tham Mô và Income là zero đồng. Dạ. Rồi tới năm 22 thì chuyển qua một mình Sư Cơ Huệ Chiếu. Như vậy có nghĩa là Sư Cơ Huệ Chiếu phải là chủ. Cũng mình xin ngược trở lại là trước đó năm 21 phải là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí chỉ có một mình thôi. Tại vì em đã hỏi mấy người chủ chùa rồi. Thì chỉ có người chủ chùa mới được khai thuế thôi anh. Chứ còn ví dụ như bây giờ trong cái bo có mấy người á, anh nhờ người khác không được. Phải có một người đứng tên một à. Chứ nó không chịu mà một nhóm người mà đứng tên là đi khai thuế một nhóm người đại diện cho như vậy. Thành ra từ chỗ mà giấy tờ khai thuế mình xác định được đó là thầy Nguyên Trí là người đứng chủ cái bất động sản này. Cũng như là sau đó thầy đã chuyển sang qua Sư Cơ Huệ Chiếu. Thì điển hình là qua cái giấy tờ mà khai thuế đó. Còn bây giờ giấy tờ khai thuế thì ví dụ như cái năm mà 21 theo như em được biết là zero đồng thu nhập á. Năm đó thì nó mang tên là Bát Nhã Temple, nhưng mà năm 22 thì nó đổi thành tên là Bát Nhã Meditation Institute. Và cái income của nó anh biết bao nhiêu không? 999.948 đồng, em nhớ là như vậy. Nghĩa là 1 triệu đô la đó, nó nhưng mà dưới đô la, dưới 1 triệu chút xíu á. Thì đó là cái sự mà em phát hiện được đó là như vậy. Dạ. Vâng, thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy là rất là nhức nhối và nhiều cái thông tin mà được đưa ra. Và chúng tôi dùng cái từ là thông tin mà không có thông tin. Dạ. Giống như là chúng ta đang bị dẫn dắt, chúng ta đang bị bưng bít một phần, chúng ta đang bị che đậy một phần. Để rồi không có cái cách nhìn toàn cục hơn. Đến bây giờ khi mà người chủ mới người ta nói ra mà chúng ta phải vỡ lẽ. Những người ở trong cuộc hôm rồi nói là chúng tôi thưa rồi, chúng tôi họp rồi, chúng tôi báo rồi, chúng tôi sẽ họp báo, chúng tôi sẽ thế này, chúng tôi sẽ thế kia. Chả sẽ gì cả. Bây giờ Phật tử ở đây là tá hỏa tâm tin rồi. Ngôi chùa đứng sau lưng chúng ta trong cái phần đất này có thể là 3-4 tuần nữa hoặc là 1-2 tháng nữa chúng ta không thể đến đây. Bởi vì chủ mới người ta lấy rồi, người ta rào lại một cái, người ta đóng cửa một cái là mình không được vào. Còn bây giờ á, mình không phải là nói ra đây để là mình nói xấu ở ban quản trị nha. Em nói thí dụ bây giờ giữa ông Quỳnh Tấn Lê và Sư Cô Huệ Chiếu, nếu như bên gọi là hội đồng quản trị họ không thưa Sư Cô Huệ Chiếu thì cũng xong, Sư Cô Huệ Chiếu cầm tiền. Mặc dù mình biết rằng hay là mình thấy rằng trên giấy tờ Sư Cô Huệ Chiếu là người đi giải tiền đúng không? Thì mình có thể kết luận rằng Sư Cô Huệ Chiếu cầm tiền, nhưng mà cổ có cầm hay không là chuyện khác nha. Mặc nhiên là mình thấy cổ cầm tiền đó, nhưng mà như nói nếu như ông Quỳnh Tấn Lê hoặc là ban quản trị họ không thưa Sư Cô Huệ Chiếu thì về không làm gì cả. Nó là như vậy, nó rõ ràng như vậy. Và nên nhớ là từ đây cho tới ngày 5 tháng 4 nếu như không có một cái giấy tờ gì mà ở ghen lại cái vấn đề là bên chủ đất mới họ yêu cầu những người đang ở trong đây mà đi ra ngoài á, thì nó là lập tức là nó hợp pháp luôn. Rồi xong bây giờ nữa sau ngày đó đó anh chống đi, anh biểu tình đi, anh làm gì đi, đền rồi anh. Làm thì phải làm trước ngày 5 tháng 4. Thì đó, Dũng thấy sao đúng? Châu Đỗ Bình nói là như vậy. Vâng. Nên rõ ràng là cái việc mà không bắt bưng bít thông tin đó, thì nó rõ ràng là bác sĩ Mai Cô Đào đã đưa ra và thậm chí là hôm qua chúng ta thấy là bác sĩ Mai Đào đã đưa ra những offer bên người mua là anh của bác sĩ Mai Đào đó là bên ban quản trị hay là bên sư trụ trì Thích Nguyên Trí nếu mà muốn giữ chùa thì họ vẫn làm thương lượng và họ phải chuyển tên lại với cái giá mà thích hợp. Và cũng như là nếu mà chùa bên trong ban quản trị không làm được thì Phật tử có thể cùng nhau nếu có đốc lòng thì họ bỏ tiền ra. Tuy nhiên họ vẫn muốn biết ra bên ban quản trị hay là bên ông Thích Quân Trí có thực sự là họ có muốn hay không, hay là đằng sau đó có những câu chuyện bí ẩn bên thành sau đó mà chúng ta đang làm cái công việc truyền thông cho là đưa ra cái. Thì đó cũng từ cái thông tin mà bác sĩ Bác Cô Đào đưa ngay hôm qua là cho rằng là bên gia đình là bên người anh của bác sĩ Bác Cô Đào đó nói rằng cái ngôi chùa này nếu như chùa những người trong mo cũ nè họ muốn mướn, họ muốn mua lại họ thì bên người anh của bác sĩ Bác Cô Đào vẫn sẵn sàng bán lại và dĩ nhiên với cái giá thỏa thuận. Và cũng vậy nữa, không ngừng lại ở cái chỗ là những người bo director này cho dù họ không mua nhưng mà ví dụ như có cá nhân hay là có hội đồ nào khác đó mà muốn lease lại, nghĩa là muốn cái hoạt động của chùa này vẫn hoạt động bình thường, mình trả tiền hàng tháng này nọ thì bên đó vẫn welcome. Và hồi sáng nay thì Dũng nhận được một điện thoại từ người Canada và Dũng đã cho số điện thoại để liên lạc với bác sĩ Bác Cô Đào. Người khách này ở bên Canada và họ cũng nghĩ và họ nghĩ về ngôi chùa này nè. Và em nói thôi bây giờ mọi chi tiết cứ liên lạc trực tiếp với bác sĩ Bác Cô Đào nói chuyện đi chứ em không biết gì cả. Rồi cũng vậy, có một khách ở dưới San Diego thì xem qua video clip mà Dũng phỏng vấn bác sĩ Bác Cô Đào đó thì ông cũng nói rằng ông rất là tiếc là thương cho cái ngôi chùa này
và ông sẵn sàng giúp một tay, tuy rằng ông không có khả năng nhiều, ông chỉ muốn là kêu gọi, mà chúng nói vấn đề là ai là người đứng ra tổ chức để mà vận hành cái ngôi chùa trong cái tương lai. Thứ nhất là mình thấy là gì, những người trong bo này họ sẽ đi mất tiêu, họ không có ở đây đâu, sau khi mà tiền bạc nó đên hết rồi đó thì họ không có dạy gì mà ở đây nữa. Thì cái ngôi chùa này sẽ là một cá nhân hay là hội đoàn nào đó sẽ làm ở trong tương lai, thì nên nhớ rằng bác sĩ Marco Đào dặn đó, quý vị phải biết là phải hỏi nha, khi đó là tổ chức đó là bất vụ lợi, nhưng mà bao nhiêu người đứng tên, một người là không có chơi nữa, một người đã thành cá nhân, nó bỏ túi rồi, xong đó nó xử hành của nó luôn, là cái chuyện tất nhiên là như vậy đó. Và cũng vậy, những cái đóng góp của mình cho dù nhỏ dù lớn, mình phải cần cái receipt để khi có cái chuyện gì thì mình, lúc đó là cái quyền lợi của mình là mình lên tiếng, mình đòi lại sự công bằng, đó là như vậy. Vâng, thì có những cái thông tin nói rằng là những người mà đóng tiền nhiều đó thì mới có quyền lên tiếng, thật ra cái điều đó không phải đâu, tức nghĩa là những người có đóng tiền thôi và chúng ta trở thành member ngay lập tức là theo luật định. Bây giờ đóng 10 đồng, 20 đồng, đúng, có giấy tờ giống như giấy công quả đó, ghi mà giống như là công đức đó, thì mà mình người ta nhận cái đó, cái cơ sở mà non-profit đó, người ta ghi, thì cái phần đó mình có thường đóng xuyên, thì mình trở thành một member, và một khi có liên quan đến cái quyền lợi của cái tổ chức mà bất vụ lợi đó, mình có quyền thừa kiện. Thì liên quan tới vấn đề mà cái tổ chức mà bất vụ lợi đó, thì trong cái ngôi chùa này chúng ta có thể đặt ra hai cái giả thuyết. Tức là cái một cái trường hợp, nhưng mà nó có hai cách để mà ta để thích. Thí dụ như là có lẽ là cái người quản trị đó là một người, nhưng mà còn cái ban trị sự, cái board director của cái chùa Bát Nhã đó lại là một vấn đề khác. Và cái tổ chức mà bất vụ lợi, người ta chỉ quản trị chùa thôi, điều hành chùa, làm Phật sự, thu chi, làm các thứ, nhưng mà cái sở hữu phần đất này, sở hữu cái tài sản trên đất này lại là chỉ một người quyết định. Có khi nó lại rơi trường hợp đó, các anh có khi nào nghĩ như vậy không? Thì đó là trường hợp mà hiện tại bây giờ đang đã xảy ra rồi. Và thế là mới có chuyện là đem cái miếng đất này cầm cố hoặc là buôn bán một cách dễ dàng như vậy. Chứ còn nếu như mà đứng đông người như vậy đó anh, thì phải sự thỏa thuận hết. Và chắc chắn rằng khi đó là ông Quỳnh Tấn Lê không thể nói rằng là ô chúng tôi không biết cả. Như vậy, ông chỉ không biết trường hợp là chỉ có một người làm thôi. Hoặc là tại vì cái ngôi chùa này là trước đây là tạo dựng nên là ai cũng biết là hình ảnh của ông Thích Nguyên Trí. Ông Thích Nguyên Trí rất là sốt sắng rồi xin từng đồng từng cắt rồi từng cục gạch từng các thứ, và bây giờ để tạo dựng một cái ngôi chùa mà nó đồ sộ như ngày hôm nay thì phải nói công sức rất là lớn, mà tự nhiên ông Thích Nguyên Trí lại dễ dàng giao cho cái người cháu gái của mình để rồi vấn đề là để rồi sau đó đi bị thuê rồi đem đi đỡ cái ngôi chùa luôn, thì cái điều đó anh giải thích như thế nào? Thưa anh, như thế này là như nãy em nói đó, là mặc dù trong cái buổi ban đầu thì thầy trong về giấy tờ thì cần tới mấy người để đứng trong cái bo đó là cái non profit, tuy nhiên cái vấn đề là sau bao năm là thầy có một cái số vốn thầy đi mua chùa đó, thì lúc đó một mình thầy đứng tên hay là có người khác đứng tên trong đó, em nghĩ khả năng rất là cao là một mình thầy đứng tên. Đó cái điều mà chúng ta đang muốn biết đó. Dạ, thành ra là có giấy tờ coi thử coi nó như thế nào, chuyển thì, dịch ra làm sao. Thành ra nếu một mình thầy đứng tên thì thầy chuyển qua sư cô bà chiếu, thầy muốn giống như đồ riêng mà, muốn cho ai cho chứ hợp pháp. Mà khi mà đã chuyển tên cho cháu gái mình rồi thì cháu gái mình đi vay tiền thì có khi nhiều khi được sự đồng ý của mình cũng có thể xảy ra, thưa anh. Dạ. Cũng vậy, như đó là trên giấy tờ thì sư cô bà chiếu là trụ trì đúng không ạ? Nhưng mà giấy tờ ở trước tòa đó thì ghi là gì? Sư cô bà chiếu là người làm giấy bếp, giống như làm những công việc là hoặc hay không chứ không có một cái vai trò gì quan trọng. Mà kể cả như em nói, em đã vào chùa này 3 ngày liên tục luôn trong cái đám tang của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan đó, thì hoàn toàn không có sự hiện diện gọi là trân trọng của sư cô bà chiếu. Em nghĩ nếu như bất kỳ chùa nào mình đến đó, cho dù cái lễ gì đi nữa thì cái người trụ trì phải xuất hiện. Người trụ trì cũng phải có tiếng nói trong đó chứ không có hẳn rằng 3 ngày ở đây mà ông không nghe tiếng nói gì từ sư cô quả chiếu cả. Em còn không biết sư cô quả chiếu là ai mà. Vâng, đó. Thì có lẽ là bây giờ chúng ta tạm thời tóc hết chương trình ở đây đi ha. Dạ. Liên quan đến cái việc mà các bạn, quý vị có thể là cho biết được một cái kết luận. Thôi bây giờ mới có Khải Đào mới vào rồi, thôi có lẽ chúng ta mời luôn đây, chúng ta tiếp tục luôn đi. Thì em đứng xích vô ha, cho nó rộng ra. Thì anh Khải Đào mới vừa đến nha, và ngày hôm qua thì anh Khải Đào chắc cũng đã nghe cái chương trình của Tiến Dũng phỏng vấn ông anh của mình, đó là ông Michael Đào. Thì bây giờ anh có thể đưa ra một cái nhận định sơ sơ về những cái nhận định của anh trước đây đó, liên quan tới cái việc mà những cái động thái của chùa đó mà chưa thấy họ làm cái gì hết, thì nó như thế nào thưa anh? Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người, Vũ Việt Di Chú, anh Michael Phố Việt Media, TD Media Mai Tiến Dũng và anh Minh Giang trực diện TV. Dạ vâng,
Khải chỉ xin muốn nhắc lại, quý vị còn nhớ hôm lần đầu tiên Khải với anh Minh Giang nói chuyện ở đây phải không ạ? Khải xin nhắc lại một lần nữa, kể cả Mai Tiến Dũng nhiều khi Khải nói dễ gây hiểu lầm, đúng không ạ? Thì hôm bữa Khải ở đây, Khải nói là Khải có chỉ, nó chưa chắc ông sẽ làm, chưa chắc đến ngày đó là họ sẽ gọi là dùng cái luật để mà di dời hay là ép mọi người phải gọi là di dời, đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà hôm bữa là mình có nói, mình nói theo luật, đúng không ạ? Là phải sau 90 ngày là họ có quyền mời cảnh sát quận đến niêm phong và mời tất cả mọi người đi ra ngoài và không có quyền đụng, không có quyền trở lại lấy một cái gì hết. Một lần nữa Khải nói cái đó là theo luật, đúng không ạ? Và hôm qua bác sĩ Mai Cô Đào cũng đã là xác nhận lại với anh, có phải không? Theo luật là hoàn toàn họ có quyền làm như vậy. Một lần nữa thành ra Khải muốn nhắc nhở là cái lần đầu Khải trả lời anh Minh Giang á, Khải không hề hù dọa, Khải không hề muốn tạo cái sự mà gì anh rất là xôn xao hay là lo lắng cho quý Phật tử. Nhưng mà Khải muốn mọi người hiểu mình làm cái gì mình cũng phải nắm được vấn đề, đúng không ạ? Mình phải biết luật, mình phải biết được sự thật. Chứ không thể quý vị nghe những người này xách động, người kia xách động, nói không sao đâu, tụi nó phải sau 90 ngày, tụi nó phải ra tòa, tụi nó phải xin phép. Mấy anh đồng ý Khải không? Cái đó là rất là bậy bạ. Bây giờ may giống như anh cũng biết là hôm qua Khải nghe sau đó có Du Tăng Thích Minh Tánh cũng nói, và thì mọi người đều xác nhận ít nhất đây là gia đình bác sĩ Mực Còi Đào. Và ít nhất Khải biết gia đình sẽ không có làm cái chuyện đó, đúng không ạ? Nhưng mà ít nhất mình cũng phải gọi là biết điều, đúng không anh? Đó có phải có lẽ công bằng chứ. Chứ không thể nghe lời những người kia giờ cứ lì ra, người ta đến 3 lần không thèm nói chuyện gì hết, rồi nó sau 90 ngày cũng không sao cứ ở lại, thì cái đó Khải không chấp nhận. Và thứ hai nữa là đi xách động quần chúng, đúng không anh? Lên án nói là mấy tụi đó bất nhân vô lương tâm, rồi Khải nghe Khải biết lên, quý vị tính xách động quần chúng đến đây biểu tình đúng không anh, để là gây áp lực cho họ hay sao? Trong khi đó chính mấy anh cũng biết là hoàn toàn cái chuyện này Khải đã nói với Minh Giang là nó chia làm hai giai đoạn, đúng không ạ? Cái giai đoạn gọi là mất chùa đó chứ không bán chùa, mất chùa nha chứ không phải là bán chùa, phải không ạ? Khi mà anh mất chùa rồi là cái chùa nó gọi là lên sàn á. Anh em có lẽ không có mua nhà nhiều, nhưng mà Khải nghĩ rất nhiều người đã từng đi mua đấu giá xe, hoặc là vô mấy chỗ đấu giá, anh mua mấy cái đúng là nữ trang, mấy cái bậy bạ cũng là đấu giá, mà tất cả những món hàng trong đó nó đã không còn là thuộc về sở hữu của cái người khổ chủ trước, không ạ? Đã vô sàn đấu giá, kể cả cái xe là nó thuộc về quyền sở hữu của cái cơ quan bán đấu giá, mà anh làm sao anh để cho mất cái quyền sở hữu là người ta đã đấu giá, là anh đã hoàn toàn không có dính rồi. Còn cái người mà đi mua đấu giá đó, đúng không ạ, thuận mua vừa bán, cái người nào trả giá cao nhất thì người ta mua được cái món đó thôi, mà người ta không mua thì cũng có người khác mua, hoặc là nó cũng không còn là quyền sở hữu của cái người trước nữa. Thành ra một lần nữa Khải hôm bữa Khải nói anh, để anh em mình khỏi cái hiểu lầm, đúng không ạ? Giống như anh cũng có nhắc, Khải chỉ nói với anh Mai Tuyến Dũng đó là cái những người khách mời của anh đó, mà khi mà lên trên chương trình của 3D Media mà cứ lên án những người mua là chủ mới đó, mà cứ nói là tụi này là tụi bất nhân làm ăn mà, đúng không ạ? Thấy chùa mà cũng mua, xin lỗi bây giờ người ta không mua. Điều đó thì thưa anh, ngày hôm qua mình đã liao rất là rõ rồi với bác sĩ Mai Cô Đào trên làn sóng. Thứ nhất là những ý tưởng của khách mời thì mình không có chịu trách nhiệm về cái đó, tại trong đầu người ta nghĩ mà. Cái thứ hai đó là mình rõ ràng cái chuyện mà người ta làm business là business, giống như em thôi, ví dụ như mình làm ăn mình có lợi mình làm thôi, và mình hợp pháp, cái đó cũng đã rõ rồi. Thôi bây giờ muốn hỏi Khải Đào nè, là Khải cho biết là tại sao đó mà người ta không có một động thái nào để mà chuộc lại, hay là để mà tiếp xúc, để mà thuê lại, hay là để mà thương lượng với phía bên người mua, thưa anh? Một lần nữa tức là cái này là mình tự mình nghe mình nói, không mình không đại diện ai hết, và nhất là không bao giờ mình, chưa bao giờ mình nói chuyện với gia đình bàn bạc về bất cứ cái gì trong cái vấn đề này hết. Bao nhiêu lâu nay mình không có theo dõi, không có tìm hiểu, không có bàn bạc về vấn đề làm ăn của nhà. Ra cái này là Khải cứ như mọi người, Khải theo dõi và Khải thấy sao Khải nói vậy thôi. Thì ít nhất cái này mình cũng đưa ra cái vấn đề giả thuyết dư luận đã đặt vấn đề rồi, đúng không ạ? Là tẩu tán tài sản. Và trên cái chương trình Khải trả lời anh á, Khải cũng có nói rồi, đúng không? Bây giờ quý vị nói là mất chùa là tại vì không có trả tiền lời từ cái món nợ mà chỉ có thiếu 68.000, có phải vậy? Mà nói là kim chi gì hay là ai cố trả lời nói dạ. Thì Khải đã giải thích ngay cái chương trình đầu, Khải nhìn Khải hiểu liền. Khải nói không, cho phép Khải lặp lại, kính thưa quý vị, không phải là vì 68.000 mà họ không trả được mà họ mất chùa. Khải nhìn Khải biết, vậy là cái này họ muốn rút ruột, tức là muốn biến cái chùa này thành tiền mặt, có phải không ạ? Là họ muốn bỏ trôi, ý là muốn nói vậy phải không? Đô la đứa anh có giá trị không? Anh có bỏ 5.000 không?
đúng không ạ? Thành ra 68.000 thì họ cũng sẽ không trả một đồng nào hết, tại vì cái mục đích của họ là muốn bỏ ngôi chùa, đúng không? Dùng cái chùa rút ra tiền mặt để họ giữ. Cá sao giống như là Radica đó. Em nữa muốn hỏi anh Khải Đào là cái 90 ngày cái thông báo của chủ mới gửi cho chùa đó, nó là nó có đúng luật đó, là có đưa người cảnh sát đưa tới hay là người chủ mới đưa tới? Chắc chắn anh, tức là theo luật, thứ nhất là quý vị đừng có trách cái người chủ mới, tại là vì như vậy nè, cái luật anh đến nó là như vậy thì thứ nhất người ta cũng phải bảo vệ người ta, đúng không? Tại vì luật nói là sau khi anh mua rồi, anh chủ quyền rồi thì anh phải thông báo này để người ta sắp xếp, thì bổn phận họ là phải báo trước. Thì trả lời anh Michael thì chắc chắn họ phải tốn đặt nhiều cách, đúng không ạ? Họ phải gửi thư register, họ làm đủ cách, và đương nhiên phải sheriff quận đến dạ vâng dán đàng hoàng tất cả mọi thứ. Khải đã nói họ làm bác sĩ nào nói rồi từ năm 40 năm nay và đã qua một cả ngàn, thành ra họ hoàn toàn luật họ nắm rất là chắc. Vâng, trở lại cái câu hỏi hồi nãy đó, anh nói chưa hết ý đó thì anh có thể trình bày thêm đi, rồi về cái việc mà sư cô hay là những người trong chùa tại sao người ta không có, anh nói là người ta giống như là bỏ trôi đó, dạ, rồi để làm cái việc mà muốn rút tiền ra thôi chứ, dạ, không có thể hiện một cái thiện chí muốn giữ ngôi chùa, không, dạ, không cố ý giữ ngôi chùa, dạ. Anh nói tiếp cái ý đó. Tại vì như vậy như anh, nếu mà mọi người không để ý, không những họ bỏ trôi mà họ là, thì có nghĩa là sao? Anh hay dùng từ ăn hai máng, thì cái này Khải có thể nói là họ ăn hai lần là như vậy. Khải nói Khải dạy dụ là cái người đó nha, hồi xưa mấy anh tin tưởng Khải gì, nói ê Khải anh nói chuyện hay lắm mà, để tôi quyên góp bá tánh lập chùa để anh làm chủ trì, đúng không? Khải lúc Khải mua Khải đâu có nói là cái này của anh em quyên góp đâu. Khải ra nhà băng Khải lấy tiền, Khải lấy tên Khải Đào là chủ, Khải vẫn là lập chùa lên để cho bá tánh đến làm lễ, đúng không? Một ngày đẹp trời Khải bị cái chuyện này lấn cấn, Khải muốn phải rút tiền mặt ra Khải thủ, thì Khải kêu thằng cháu Khải lên, Khải chỉ cần sang tên ký tên của Khải mà, Khải cho nó thôi. Nhưng Khải tính như vậy nè, giống như nãy rồi giờ mình nói nó, đúng không? Rồi dặn nó mày đi thế giùm tao, đi cầm giùm tao, tao sang tên cho mày, để bây giờ cái này là cái xác thôi, bây giờ chú cháu mình có ăn được cái chùa đâu, đâu có ăn được, gạch đá ngói nhang làm sao ăn. Bây giờ mày đem thế chấp tao, mày rút tiền mặt ra cho tao, cái chùa này nó không có mất đâu, mày yên tâm. Cha con nó chửi nhau một hồi thì nó vẫn phải quyên tiền, nó mua chuộc lại cái chùa, tao vẫn làm hai lần không? Vâng, đúng không? Anh lấy ra được tiền mặt nhưng mà anh vẫn làm chủ trì, cháu anh vẫn làm chủ trì, anh vẫn bá tánh vẫn đến vái lại anh thôi. Nhận định như vậy là cũng khá gắt nha anh, rồi cũng hơi ác. Ê, cái này là tôi lấy giả thuyết tôi nha, tôi nói giả thuyết thôi. Thì anh có lẽ là chẳng có quyền nghi về giả thuyết đó, nhưng mà một cái giả thuyết khác nữa là người ta nói là tại vì dính dáng tới cái chuyện tòa án, dính dáng số tiền là thua 350.000 đó, thành ra là cái hình thức này là hình thức chạy cái số tiền đó. Dạ vâng, anh giống như nãy anh em nói credit card phải không ạ? Còn này giống như Khải thiếu nợ đi, vay nóng chơi bài thua, bây giờ người ta đến siết nợ đó, mà mày chủ cái chùa đó phải không? Tao đến ta siết nợ mày thì phải tìm cách làm sao rút tên ra, chuyển tên là nước chạy nợ thôi, đúng không? Bên Mỹ thì nó, thưa quý vị, nó không có là dùng giang hồ chặt chém mà là gì hết, thành ra nếu mà ra ngân hàng tài khoản mình không có gì hết thì thua thôi. Dạ. Vâng, nhưng mà mấy anh là nghĩ như thế nào khi mà cái ngôi chùa này có giá trị khoảng chừng 6 triệu nhưng mà để làm cái phương cách giống như anh Khải Đào mới vừa nói đó, là đem đi đỡ cái ngôi chùa rồi vay 1.7 triệu rồi sau đó rồi khoảng chừng 1.3 triệu, mấy chục triệu tư gì đi, cũng như có 3.1 triệu thôi. Như vậy thì bán rẻ cái ngôi chùa 6 triệu thành ra có 3.1 triệu, thì làm như vậy thì người trong cuộc họ đang làm cái gì? Anh Michael là một Phật tử là thường anh đi chùa, anh nghĩ thế nào thôi? Thế mình dạy mình cho một cái nhưng mà bây giờ em nghĩ như là cái số mà 350.000 mà được công bố bây giờ đó là sau khi tòa đã xử rồi anh, chứ còn trước đó là bên luật sư nó offer tới 2.2 triệu một người nữa, thành đó họ cộng lại 2.2 triệu, 4.4 triệu, anh thấy không? Không biết có 2 người 4.4 triệu rồi, còn chắc chắn rằng em nghĩ trong cái giai đoạn đó là không thể nào mà thầy biết được là một người chỉ có đền có 175.000 thôi. Nhìn cái gương anh, xin lỗi, bên công giáo cũng vậy phải không ạ? Công giáo đền bạc tỷ anh biết rồi, bạc tỷ đó họ biết như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề nói tiếp theo là tại sao mà nói là lúc ra là giống như, thứ nhất là quý vị thấy cần con dê tế thần, giống như anh Vũ nói đúng, bây giờ bác sĩ nào có nói forensic accountant, tức là dùng cái đồ họ cũng truy ra, cuối cùng cũng truy ra, thành ra phải chơi những cái chiêu là tôi cho bị bà chuyện của nó,
Đúng rồi, mà nhất là rút tiền mặt rồi, bây giờ giống như ông Vinh ông nói là bây giờ nó đi uống bài nó cho hết rồi làm gì? Thậm chí giờ đường nói giờ rớt hết rồi cũng đó, không ai làm gì cả. Nhưng cho hết luôn cũng được luôn. Dạ, có một cái Thầy muốn nói giờ cho ví dụ đơn giản, anh có con, giờ cho Khải đi, có con mình nó Khải có thằng con đi. Đúng không? Mình chiều nó, mình thương nó, mình quý nó. Mà bây giờ mình mua xe cho nó, mình cho nó cái xe, nhưng mà nó biết anh thương nó, mà bây giờ nó đi cầm cái xe nó chơi bài xong thì mình cũng phải để cái xe cho nó chạy thôi, chứ mình đâu có để chặt giò nó cho nó không có xe chạy được. Thì đại khái cái Khải muốn cho mọi người hiểu cái ví dụ là như vậy. Họ biết, đúng không ạ, cái chùa này thì cũng đi đâu được, nó là cái xác của cái chùa, đúng không ạ. Chính họ nói nghe Khải hiểu, nhưng ai là chịu thiệt thòi, ai phải bỏ tiền ra lần thứ hai. Và như anh nói, nếu mà nó lên 10 triệu thì bá tánh cũng phải nai lưng ra để trả thôi. Và trong khi là cái tiền lãi không có bao nhiêu hết trơn á, mỗi một tháng chỉ có mười mấy ngàn đô la, mà có ngôi chùa như thế này vận hành điều hành thì cái việc mà kiếm mười mấy ngàn đô la đâu có gì quá khó đâu. Nhưng mà tại sao họ không thực hiện cái nghĩa vụ đóng cái lãi suất của họ, không thực hiện cái việc mà trả nợ theo định kỳ, thì đó là cái điều mà mấy anh thấy nó có hoàn toàn là nghi vấn không thưa anh? Dạ, thì theo cậu thấy đó là thứ nhất là họ muốn lấy tiền ra, giống như lúc này mình nói đó, thì họ không có muốn bỏ thêm tất cả thêm tiền vào trong chùa nữa. Ý anh là người ta muốn rút ra thôi, chứ người ta không có muốn là để mà cố tình giữ cái tài sản này. Theo những gì mình thấy thì như là đúng là như vậy. Vâng, thì ý Dũng sao? À, cũng giống như vậy thôi. Dạ. À, còn à, lấy vô giống như ra. À, tức nghĩa là vô, nghĩa là muốn bỏ ra trôi luôn, muốn buông xuôi luôn. À, bây giờ em cũng đồng ý ông bác sĩ Michael Đào này. À, ông bác sĩ đó gia đình ông anh đó muốn muốn cái lòng giúp đỡ chùa và cộng đồng, muốn giữ lại cho chùa, cũng nói là chùa đại coi cho người đại diện. Và nếu mà thật sự họ muốn giữ lại chùa thì điều với người mua bây giờ đó, thì cái họ cử ra một người đại diện đó. Thì bây giờ trong thời gian tới họ cái cách xử lý của họ là mình biết. Còn nếu mà họ muốn thủ thuật để bán thì họ lấy tiền ra để mình ở đó này là chi chác như thế nào mình chưa có biết rõ, nhưng mà đây là một trong những cái vấn đề mà mình cần phải đưa ra trong thời gian tới. Vâng, tôi có một cái câu hỏi riêng cho anh Khải, đó là anh có thấy là trong thời gian vừa qua hình như là giới truyền thông đang bị dẫn dắt hay không, khi mà có những cái thông tin mà đưa ra thì nói là chúng tôi nghe nói cho những cái họp kín thế kia, chúng tôi là nghe ông Lê nói, chúng tôi nghe ông Trí nói các thứ, nhưng mà cuối cùng đó thì đến bây giờ lộ ra một chỗ là không có một cái động thái nào mà gọi là chuột chùa hết. Thì như vậy thì hình như người ta đang dẫn dắt chúng ta hay không thưa anh? Thưa anh, hay là muốn là làm cái gì đó che mặt mọi Phật tử không thưa anh? Hình như hôm qua Du Tăng Thích Minh Tánh có dùng cái từ gì rồi phải không ạ? Tức là muốn câu giờ, và thầy dùng cái từ gì Hán văn gì đó. Thì nói chung là vậy, nhưng mà thưa anh, nếu mà hồi xưa mà Khải nói công khai á thì xã Phật lòng rất là nhiều Phật tử, họ sẽ phẫn nộ vì cảm thấy Khải là gì anh bất kính với họ, hoặc là mấy anh cũng sẽ giận Khải. Nhưng mà Khải có nói riêng với một vài người, Khải nói đừng có để, mà Khải ra Khải công bố là tôi không có chờ thằng tội phạm nào nói cho tôi biết, hay là nhỏ tôi không có phải ngồi đây chờ mấy anh nhỏ giọt thông tin, rò rỉ thông tin, đúng không ạ? Đừng bao giờ nói là phải cho tiền, phải là đại gì gọi là cái người cho thật nhiều tiền á, giống như cái người gọi là ủng hộ thật là nhiều tiền quyền nói. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Thứ nhất, mình làm cái vai trò truyền thông, đúng không ạ? Khi mà chúng tôi lên tiếng mà phanh phui được những chuyện này, cảnh báo được những cái chuyện mà có lợi cho quý vị có bao giờ đặt vấn đề ồ mày có liên quan gì không, mày có biết gì không mà mày xen vô? Cái vai trò truyền thông là như vậy, nhất là watchdog. Truyền thông có quyền tìm hiểu và có quyền truyền tải, cung cấp thông tin cho đồng hương, khán thính giả và Phật tử, đúng không ạ? Còn cái chuyện mà như hôm qua chính bác sĩ Michael Đào cũng nói là cái người nào mà cho tiền nhiều, người nào mà tham gia thường xuyên mà tham gia sinh hoạt ở chùa thì, hay là thích Du Tăng nói đó, là phải ngồi lại với nhau thành lập một cái nhóm để mà tự bảo vệ mình, đúng không ạ? Thì cái đó là cái mà dạ Khải muốn nói. Và anh thấy là làm sao mà truyền thông hình như chúng ta đang bị dẫn dắt hay không? Thì bởi vậy đang tại sao Khải nói là Khải không có chờ một kẻ tội phạm để mà nói tụi bay chờ đó rồi để tao rò rỉ thông tin, tao nhờ giống như anh dùng cái ô bạc lơ gì đó, đúng không, rồi tao cứ rò rỉ thông tin. Thì rõ ràng Khải nói xin lỗi, mình đâu có ngu phải không ạ? Mình đâu phải con nít 3 tuổi mà ngồi chờ mấy anh lâu lâu xì ra một tí. Mà như anh nói, thông tin có chọn lọc, theo ý mấy anh, có lợi cho mấy anh. Và như Du Tăng nói là để câu giờ. Giờ cho phép Khải nói leo anh Vũ như vậy. Thứ nhất, Khải chưa bao giờ nói chuyện với bác sĩ Michael Đào từ khi cái chuyện này nó xảy ra. Không, anh em không có nói gì, không bàn bạc gì. Nhưng cái này Khải chỉ
qua cái buổi phỏng vấn hôm qua với anh thì Khải có thể nhìn thấy một cái scenario như vậy mà có người gọi vô rồi. Giống như chính bác sĩ Michael Rào cũng nói là bây giờ gia đình cần chùa hay là Phật tử đúng không ạ? Phải có người đại diện, đại diện cho chùa hoặc là đại diện cho tập thể Phật tử để bảo vệ cái chùa Bát Nhã. Mà bây giờ người chủ mới là mấy người có quyền quyết định làm sao để bảo vệ chùa Bát Nhã đúng không ạ? Cái tương lai chùa Bát Nhã là do người chủ mới người ta quyết định. Thì ít nhất gia đình muốn là quý vị phải có người đại diện đến nói chuyện và cho phép Khải đi. Cái này cũng là giả thuyết từ Khải nói theo ý Khải thôi, chứ không có phải là Khải đại diện cho gia đình hay là nói chuyện với bác sĩ Đào gì hết. Thì Khải thấy chính có người gọi vô đài của anh có nói sao ông bác sĩ Đào không cho tiền luôn đi. Thì Khải nói thẳng nha, Khải nói quý vị nếu mà thật sự tôn trọng luật pháp thôi và tôn trọng cái người chủ mới, nói chuyện đàng hoàng, lên hợp đồng đấu đó đàng hoàng. Nhiều khi quý vị nếu mà chùa Bát Nhã kẹt tiền không trả được, nói bác sĩ Đào, Khải nghĩ bác sĩ Đào còn ký chắc trả tiền tháng đầu cho quý vị được nữa. Khải nghĩ như vậy tại vì đúng không ạ, ông đã từng làm như vậy rất là nhiều lần. Một cái hội chợ Tết mà cho 50.000 đô thì cái chuyện trả tiền một tháng cho chùa thì Khải nghĩ nó không là vấn đề. Nhưng cái quan trọng đâu nó phải ra đó, ngay từ đầu nó là phải biết điều và phải công bằng. Vâng, thì liên quan thì có vấn đề mà những người có chức trách ở trong chùa đó mà không có một cái thiện chí để mà giữ ngôi chùa thì nó cũng đã rõ rồi. Thì có lẽ là chúng ta tạm thời kết thúc cái chương trình phần này ở đây để mà chúng ta chuyển sang cái phần khác là cách thức mà để giữ chùa như thế nào và Phật tử ở nơi đây phải làm những gì, thì chúng ta sẽ bàn những cái phần clip sau. Thì bây giờ trước khi kết thúc cái chương trình trong cái phần này đó thì mấy anh có một cái lời kết đi liên quan đến cái việc mà tại sao ở trong chùa mà người ta không có một cái thiện chí gì cố tình như vậy. Dạ. Thì anh có giữ cái quan điểm như lâu ban đầu không, thưa Dũng? Như em giải thích ngay từ đầu đó là đây là một sự cố tình hoàn toàn rồi. Nếu như quý vị có mặt ở đây và nếu như quý vị nhìn cái anh thanh niên đó mà ngày hôm nay ảnh có mặt trong đây đó, anh nói rằng là ảnh có ký gửi tro cốt ba của ảnh ở trong đây. Nghe tin tức toàn là qua YouTube, qua cái gì không à, chứ còn không nghe thông tin gì trong chùa cả. Bởi vì việc đó là đến ngày 5 tháng 4 tới đây thì miếng đất này sẽ giao về cho chủ mới. Tuy vậy thì chùa nói rằng không sao đâu, không có chuyện gì thay đổi cả. Nói để làm chi? Trong khi đó thì người mà có thân nhân người ta gửi đến đây người ta mới cảm nhận nhiều hơn. Bằng chứng là anh ta đã lên phương án một thứ hai, có nghĩa là nếu như cái chùa này mà không còn nữa thì anh sẽ mang cho cốt mà của ba anh nó đi về Việt Nam. Như anh thấy đó thì cũng thấy rằng cái tội nó chồng thêm tội, nó ác chồng thêm ác á. Thà rằng nói một lời với những người Phật tử sự thật đi rồi người ta để tính, tại vì biết là trong đây rất là nhiều cái di ảnh, nhiều cái hương linh còn tá thốc ở tại ngôi chùa này, và phải đặt trường hợp mình là những người tin tưởng ở nơi chùa này, người ta đã ký gửi ở đây rồi mà ngược lại người ta được đối xử như vậy, thì điều này cũng nghĩ là mọi người phải nên cân nhắc một lần nữa, nhất là những người có trách nhiệm ở trong chùa. Dạ. Vâng, anh bác con. Dạ, là một người theo dõi thì mình cũng anh Khải Đào và bác sĩ Michael Đào đã chia sẻ là theo Michael thấy nhận xét đó là chùa chủ mới họ muốn gặp hội đồng quản trị, họ người đứng đại diện cho chùa Bát Nhã để mà thương lượng những cái bước kế tiếp. Đó thì bác sĩ Michael Đào rất là quan tâm vấn đề này và muốn giữ lại ngôi chùa, và đồng thời và do đó mình nghĩ là bên hội đồng quản trị cần phải lên tiếng, cần phải nói chuyện, chứ còn không này thăm năng tư giấy trắng mực đen là những cái bước kế tiếp nó sẽ là do tòa phán không những tòa mà người chủ mới họ sẽ quyết định. Thì đối với Michael thì thấy những người Phật tử cần phải lên tiếng để mà cho hội đồng quản trị chùa Bát Nhã họ xuất hiện nói chuyện với là người chủ mới để giải quyết những vấn đề về sau. Vũ cho một lời kết về cái trách nhiệm của ban quản trị cũng như là sư Thích Nguyên Trí. Dạ thưa là càng sớm càng tốt, thì bên hội đồng quản trị và chủ trì Thích Nguyên Trí cần phải đưa ra câu trả lời với trong cộng đồng và những người có trách nhiệm, vì càng trễ thì những Phật tử họ không có những thời gian họ chuẩn bị, và cái đó là gọi là những cái gọi là mình nói về tội ác về cái tâm linh đối với những người là họ đặt những cái lòng tin tưởng vào cái ngôi chùa Bát Nhã này và với Phật giáo nữa.
Dạ vâng, xin mời anh Khải. Dạ vâng, Khải không phải Phật tử, Khải không dám múa rìu qua mắt thợ nói chèo vô vấn đề tu tập Phật giáo, nhưng mà cho phép là mọi người cũng đã gần như đồng ý, Khải nghĩ ngoài kia công luận cũng vậy vâng ạ. Cái vấn đề tẩu tán tài sản, cái vấn đề dê tế thần, đúng không ạ? Cái vấn đề và giấu giếm hoặc là như anh nói bưng bít thông tin gì đó, mình biết hết rồi. Cho phép Khải nhìn về tương lai, nói đến chuyện mà gọi là khắc phục hậu quả, hay là riêng với những người mà gây ra cái chuyện này, Khải nghĩ quý vị nên ăn năn sám hối và tìm cách đoái công chuộc tội. Có nghĩa là sao? Đầu tiên hết là cái tiền 3 triệu mốt đầu quý vị phải trả lại cho bá tánh, rồi từ đó mới bắt đầu lập ra một cái hội đồng mới, một cái hiệp hội gì mới, phải không ạ, để mà tiếp tục duy trì hoặc là gây dựng, xây dựng lại cái chùa. Và giống như mình nói là mình học từ cái bài học này thì mình phải là làm cho nó đúng cái nguyên tắc luật lệ, để tránh cái tình trạng mà bất kỳ ai có thể mà rút ruột hay biến của công thành của tư. Và thêm một cái chuyện nữa, Khải nghĩ quý vị là Phật tử, mình đi chùa đúng không ạ, để mà lễ Phật thì ít nhất mình tu tập. Thì Khải có nghe nói sơ về chánh kiến, chánh ngữ đúng không ạ, rồi vọng ngữ đúng không ạ. Thứ nhất là mình không thể nói láo, và điều thứ hai mình phải có cái lẽ công bằng. Không biết bên Phật giáo dùng từ gì, là Khải nghĩ đối với những người nạn nhân, nếu mà trước đây quý vị vì quý mến thầy, muốn bảo vệ chùa, muốn giữ chùa mà đồng ý với cái phương thức này, đúng không ạ, là cũng thôi, không muốn tìm hiểu sự thật, không dám tìm hiểu sự thật, không dám chất vấn ban quản trị hoặc là thầy chủ trì, thì Khải nghĩ quý vị nên nghĩ lại. Nếu mà mình đi chùa bao nhiêu năm mà mình coi như là không có tôn trọng pháp luật, mình không có bảo vệ công lý, công đạo, nhất là bảo vệ nạn nhân. Mặc dù nếu mà nhìn thì thấy chùa sẽ bị thiệt thòi, nhưng mà Khải nghĩ cái đó giống như có chính ai cũng nói trên đại là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Mà bây giờ người ta là nạn nhân, quý vị trả lại lẽ công bằng cho họ thì còn hơn xây cái chùa. Thành ra Khải nghĩ cái giữ cái chùa nó không quan trọng bằng giữ được chánh đạo công lý. Thành ra Khải nghĩ mọi người nên suy nghĩ lại và xây dựng lại cái tương lai, đúng không ạ, nó sẽ tốt đẹp hơn. Vâng, cái nhận xét của anh Khải Đào cũng kết thúc chương trình của chúng tôi tạm thời tại đây, và chúng tôi sẽ chuyển sang một cái chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.